Hello. Dạ, con chào sư phụ, con mừng quá, sư phụ ơi. Sư phụ nhận con làm đệ tử đi, sư phụ ơi. Có biết đọc kinh ngồi thiền không mới nhận? Dạ, con có cuốn Thiền Tập. Vậy hả? Ok rồi, rồi vẽ lên trán là nhận rồi đó. Rồi. Dạ, con cảm ơn sư phụ, dạ. Rồi, chào nha, ráng đọc kinh ngồi thiền nha. Thôi bố láo ba que xin tạm biệt quý vị nha. Đấy, cũng những gì muốn nói cũng đã nhắn nhủ rồi, thì mình sẽ có đệ tam thể chín chung quy là vậy. Và chung quy lại cái clip ngắn gọn bữa nay là mong tất cả các con họ thiên á phải đặt bàn ra sân ngồi khánh để cho bớt sự chết chóc. Nhiều người hiện giờ còn ngộ lắm, không hiểu mình đang sắp sửa bị gì nữa, cứ rất là ngây ngô giống như nai tơ vậy, đi giữa đồng cỏ non là giống như Showbiz hay Đàm Vĩnh Hưng gì đó, thì cứ chạy theo rầm rầm mà không biết ngày mai mình bị gì á, thiệt là buồn cười á. Y như là mấy hôm nay mà đi trong cái bên Africa đó, và trong khi mấy bao nhiêu sự nguy hiểm đang trực hờ đã cắn mình á, nó cũng đâu biết. Thiên thị mạng rồi, cho hộ đọc comment của con nè, con cho hộ giao diện với con này đó. Từ cái điện thoại của con gọi nãy á, là cái điện thoại của cái hình phía sau lưng, mỗi lần con gọi á, là cái hình nó bị đứng lại, cho nên mốt con gọi số 408-833-5399 nha. Thiên thị mạng là cái số đó thì nó không có ảnh hưởng đến giờ phút này á, mà mình cũng mới giải thích làm sao để cho cái giới trẻ Việt Nam nó hiểu ta. Mình nhìn như vậy nhưng mà mình cũng không phải là như vậy, mà mình nói lời thật việc thật, mà họ vẫn chưa hiểu. Nghe nói giản đơn á, mà như tiếng không đàn không dây đó, mà họ cũng không có hiểu. Sắp sửa chết đó nghe, chiến tranh đói rách nạn tai tới rầm rầm để mà kết thúc màn này á. Hello, con ở đâu vậy con? Con ở đâu? Đà Lạt. Con giống đệ tử của sư phụ Thiên Hoài Tâm á, là nói chuyện nhẹ giọng giống quá. Thiên Ngọc hả? Rồi nhận con vẽ lên chén rồi đó, Thiên Ngọc. Rồi xong. Rồi nhận cái gái luôn. Rồi nhận luôn. Trời đông quá vậy. Thật sự mấy con nó tự ra mà hướng đông bắc á, là cũng đã là đệ tử rồi. Ví dụ như có duyên thì gọi cho hộ bắt trên FaceTime kiểu này nghe. Còn có duyên lớn nữa cứ kêu cái chiếc tân cái vụ nó bay tới ban đêm cũng được, cũng giống nhau. Ok rồi, thuộc có gì với con rồi, nhận rồi. Ok, con giữ gìn sức khỏe nha. Lên núi nào? Tại vì lúc này á ở nhà cho nó an toàn con, chứ bây giờ là lúc có khi có duyên thứ bảy chủ nhật thì lên. Ok, nhiều khi thứ bảy chủ nhật thì hồ có trên núi còn.
không có bảo đảm nha, tùy theo ngày nữa, không có hứa cái đó. Nhưng có duyên gặp mà lo gì, lên mà không gặp thì thấm sân thần nó không nói gì đâu biết. Ok rồi, bye bye. Ok, chị xin chào quý vị nha. Ok rồi, hẹn clip kế tiếp. Hôm nay cái tựa đề này là chiến tranh và Khánh phụ với Kiệt một tay. Ok, xin chào nha, bye bye.